Xin chào mừng các anh chị đã quay trở lại với năng quản lý tặng điểm. Chức năng dùng để tặng điểm thủ công cho học viên tham gia lớp học. Người dùng chọn mục khuyến học, sau đó chọn tab huy hiệu, chọn chức năng quản lý tặng điểm. Click vào nút thêm mới để nhập các thông tin cần thiết như chọn user cho điểm thưởng, nhập điểm thưởng trao thủ công, mô tả lý do người dùng được trao điểm thưởng. Sau đó nhấn lưu. Từ đây, hệ thống sẽ hiển thị danh sách người dùng được trao điểm thưởng thủ công. Và đó là các bước quản lý tặng điểm. Chúc bạn thành công!